Tối ngày 12 tháng 8, cư dân mạng Trung Quốc thích thú khi phát hiện Chipu và Jessica lập hội đi xem concert No More Sad Songs của Amber tại Thượng Hải. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Chipu và Jessica rất thân thiết khi vừa xem biểu diễn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau đó, trên tài khoản Weibo của Jessica đã đăng tải một số clip ngắn về chuyến đi này. Không chỉ check-in bên poster tour diễn, Jessica và Chipu đã tới gặp và trò chuyện với Amber sau khi kết thúc chương trình. Chipu cũng dành cho đồng đội tại đạp gió 2023 cái ôm thân thiết. Tình bạn đẹp của các tỷ tỷ nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng giới chung. Các tỷ tỷ đều rất đẹp, hai gương mặt rất nổi bật, đẹp quá, mỹ nữ thân thiết, thích nhìn. Jessica và Chipu đều đi xem concert tại Thượng Hải của Amber, hối hận đã không mua vé 980 tệ. Jessica và Chipu xuất hiện tại concert, tình bạn mãi mãi dài lâu. Chipu rất rất đẹp. Trước đó trong chương trình Hương vị Trung Hoa, Chipu từng nói với Amber rằng nếu có cơ hội đến concert của Amber, cô không muốn ngồi dưới làm khán giả mà muốn lên sân khấu làm vũ công background. Tuy nhiên đây chỉ là lời nói đùa mà thôi. Dẫu vậy, việc Chipu cùng Jessica có mặt tại Thượng Hải để ủng hộ cho Amber cho thấy vòng bạn bè quốc tế của giọng ca đóa hoa hồng ngày càng mở rộng. Điều đó càng giúp cô ghi điểm hơn trong mắt người hâm mộ.